Có trường hợp người ta để cái màn hình sẵn như nè, có thầy cô người ta thương người ta mở sẵn cho mình, mọi thứ mình phải tự mở nha. Thì nếu trong trường hợp mà cái màn hình nó gì thì thầy đã cố tình thầy để ra bên góc trái rồi, góc phải thấy không? Thì cái phần mềm này tên là Spectra Management, là cái phần mềm để điều khiển cái máy này đó. Thì nó có hình này, có cái tên này, thì mình double click vô, double click vô thì để chút nó sẽ đây nó hiện ra cái khi mà nó có chữ khởi động Initializing này thì các bạn đừng có mở cái nắp ra nha. Khi nào nó ở trạng thái idle á, idle là nó đã trạng thái chờ để bắt đầu làm việc á, thì chúng ta mới đầu thao tác nha. Ta để thầy phải mở sẵn, nhưng thầy muốn ngay từ bắt đầu luôn để bạn biết trong trường hợp mà vô người ta để sẵn như vậy thì biết mở nha. Nè, lúc này nó cái chữ này nó đang khởi động, nghĩa là đang khởi động rồi. Khi mà nó có chữ IDO này xong thì coi như là nó điều khiển được ha. Thì hôm nay thầy sẽ dạy cho bạn lại là cái cấu hình của cái máy nè, thao tác trên cuvette nè, rồi các cái bước để đo trong từng kiểu, từng chế độ đo một ha. Về cái máy này mình nói về, tại vì mình phải hiểu được cái cấu hình và cái vai trò của từng bộ phận trong cái máy thì mình làm việc nó dễ lắm. Sau bây giờ bạn nào nói với thầy coi, cái bộ phận đầu tiên trong cái máy thầy bạn biết là gì? Em á, nó hiểu. Đầu tiên có đăng kính, theo bạn cái đầu tiên phải là cái gì ạ? Nguồn sáng trước chứ. Nguồn sáng chúng ta sẽ có hai cái đèn đúng không ạ? Đèn D2 dithyrum sẽ tạo bức xạ trong vùng UV 200-400. Còn đèn mà tạo bức xạ trong vùng UV có thể là đèn 1RAM á, cái đó bao nhiêu á? 1RAM hoặc là tungsten hoặc là halogen, thì cái máy này là đèn halogen. Tại sao phải giảng? Bởi vì mình phải biết chọn. Hoặc mình vô cái cài đặt máy đó, mình phải biết chọn cái đèn nào. Rồi thì cái hai cái đèn này cung cấp bức xạ điện từ trong vùng UV và vùng VIX. Như vậy thì điện lực Lambda thì đúng với bức xạ đơn sắc hay đa sắc nha? Đơn sắc. Vậy chắc chắn là mình mở này ra trong máy này nó có gì? Bộ phận gì tại để tạo ánh sáng đơn sắc? Lăng kính hoặc cách tử, thì trong đây nó xài là cách tử. Bạn thấy có mấy cái miếng cách tử nó nhỏ như cái cọng tóc vậy đó. Chừng nào máy nó bảo trì thì nó hư vậy mở ra mới thấy. Thầy đã làm việc với nó nhiều, thầy đã thấy nó rồi. Rồi, vậy thì tạo ra ánh sáng đơn sắc. Thì ánh sáng đường sắt này sẽ chiếu vào đâu? Cuvette đây. Cuvette mấy gà nó hoài nó đang đây. Đây. Bạn thấy là nó có chữ gì ạ? À? Có chữ gì đi ngang? 10mm. Cái quan trọng là trọng chữ Q. Q tiếng Anh là gì vậy? Quartz, nhớ không? Quartz là thạch anh. Còn nếu mà thiên tinh thì nó ghi chữ gì? Chữ glass là thiên tinh. Vậy thì chất liệu làm cuvette thì có 3 loại chất liệu đúng không ạ? Là thạch anh, thủy tinh và plastic. Plastic là sàn lằn dục luôn. Vậy thì thủy tinh, chất liệu thạch anh lại tại sao nó mắc? Bởi vì tại sao mà? Nó không hấp thụ ánh sáng. Đúng rồi. Mình bỏ cái mẫu vô đây thì ở vùng UV hay là vùng VIX thì thạch anh nó không hấp thu bức xạ điện từ. Bạn hình dung không? Còn nếu mà dùng UV xa đó, từ 150-200 là nó hấp thu nha. Nhưng mà đây cái máy này lại cung cấp dùng UV gần là 200-400 thì không hấp thu. Vậy bạn hình dung đi, nếu bạn bỏ mẫu gamma ray 4 vô đây mà cái ánh sáng chiếu tới mà cái vật liệu chứa cái này nó đã hấp thu thì còn kết quả chính xác nữa không? Không chính xác. Thì đó là nó tóm lại thạch anh là nó đo được, nó không bị hấp thu ánh sáng trong cả dùng UV và dùng VIX. Cho nên nó xài trong gì? Cả được dùng UV và dùng VIX, cho nên nó mất tiền. Còn thủy tinh thì nó chỉ xài được trong dùng nào? Dùng VIX rồi. Thủy tinh mà bạn đo dùng UV là chắc lắm. Đó là lý do tại sao một cặp này thì vừa gửi mà cặp thủy tinh khoảng 800.000 thôi. Hình như không ạ? Thì ở bên cái ngành xét nghiệm y học đa phần nó đo dùng nào? Mình đi xét nghiệm máu, nó là phương pháp gián tiếp mà không? Thầy dễ dàng gián tiếp của mình, nó tạo dẫn sức có màu không ạ? Cho nên mà thấy là cái cuvette nó rẻ hơn mình, nó lại toàn là giờ thủy tinh không ạ? Nó nhiều lắm, một cái bộ nó mấy chục cái cuvette này mà bằng thủy tinh. Bây giờ nó đo dùng vít là chủ yếu thôi, cho nên nó không có xài thạch anh. Còn mình là có đo thuốc mình hay đo dùng nào nhiều? Vít có mà dùng UV có khi nhiều hơn ha, cho nên mình xài thạch anh, được chưa? Đó là nói về cái chất liệu làm nên cái cuvette này. Bây giờ tranh thủ thì sẽ nói luôn để về đối với cuvette thì thứ nhất là thao tác trên cuvette như thế nào đúng. Bạn thấy nãy giờ thầy cầm ở mặt nào? Mặt nhám không ạ? Thi cầm gì là trừ? 2 điểm. Hình dung không ạ? Không trừ đó là có hại cho bạn, cái tay bạn có mồ hôi. Bạn cầm như thế này nè là nó trơn. Rớt là một, cái hai là nó mờ ánh sáng, bạn không biết cách lao á, nó dính là cái ánh sáng qua cái độ thu nó sai. Hình dung không ạ? Nó tóm lại thao tác là luôn luôn ở mặt, mình cầm ở mặt nhám đúng không ạ? Một quy tắc thứ hai nữa là bây giờ góc dịch vô góc bao nhiêu là đủ, góc bằng cái gì?
Thì đúng là mình phải dùng cái vi bát bát tơ này nè, mình sẽ nhỏ vô ha, và góp đến bao nhiêu, 2/3 của bát là được, bởi vì ánh sáng nó sẽ đi qua giữa của bát luôn, được chưa ha. Như vậy thì nếu mà đúng á, hôm nay giả sử bạn đem một vi bát bát tơ như vậy là ok không? Mình có 5 cái bình, nguyên tắc mình phải chán để cua cái vi bát này đúng không? Nhưng nguy hiểm là gì? Khi mà nó đang dính cái mẫu trắng mà bạn đút vô cái bình C1 chẳng hạn thì nó nguy cơ nó bị gì? Nó lỏng. Đúng không ạ? Nếu bạn muốn dùng cái đó thì bạn phải có 5 cái pipette khô sạch khác nhau ạ. Chính vì vậy bây giờ lượng dịch chúng ta nhiều nên cho phép là bạn góp làm sao? Trực tiếp vô đây. À, trên thao tác có trực tiếp là nó không có đúng theo hướng dẫn. Mình cho phép góp trực tiếp. Thì mình góp thì nguy cơ nó làm sao? Tràn ra thì chúng ta sẽ lao bằng cái khăn, lấy cái khăn mình làm. Đây. Thì nếu mà phản nếu trong trường hợp nó tràn ra thì chúng ta là bảy thao tác này không, rất là đơn giản, thì rút một hai lần từ trên xuống dưới là nó sạch. Có nhiều bạn có vẻ căng thẳng hay sao, cầm kỳ cọ cho nó chạy cua bếp với thầy chạy cua bếp đâu cọ sát quá, nó chạy cái mặt này thế gì chứ nó dễ bị tổn thương lắm nha. Nó chạy là không xài được nữa, ánh sáng của anh không đúng nữa. Như vậy thì đó là thao tác trên cái cua bếp này. Như vậy thì bạn sẽ thấy nè, ở đây thì nhiều thì mình có thể góp trực tiếp và mình chén cua bét, nghĩa là mình giả sử mình ai nó xài C1 mình đo C2 thì cua bét này phải được chén không, phải chén bằng chính dung dịch mình trước khi đo chứ, đúng không ạ? Mình chén mình góp vô phân 2/3, chén 2 lần. Nếu như dịch nhiều giống như bây giờ, sau này bạn lớn lên mà học cái mấy cái bài kiểm nghiệm thuốc, ví dụ như cái bài Babymin, thuốc bột Babymin cho nít nó bị sổ mũi, nó bị cảm rồi đó, hay mình kiểm nghiệm mẫu thực tế trên thị trường, có khi là đây bạn thấy nó có cái nắp đây. Hôm nay dung môi đo của mình là gì ạ? H24 thì nó có dễ bay hơi không? Là nước mà, phải nhắc là nước mà. Thì không cần để nắp cũng được. Nhưng sau này mình học những cái bài như Babymin chẳng hạn, đó là pha trong lo chip bằng lo phọt thì nó dễ bay hơi mà. Dễ bay hơi thì bắt buộc phải sao? Để nắp. Hôm nay thì không cần để nắp. Và hãy nhớ dùng thầy là ánh sáng nó đi qua phân nửa, nó đi qua ở giữa cái cuvette này, cho nên phải chế từ 2/3 trở lên. Vì thì có những cái bài, ví dụ như bài Babymin thầy nói với bạn đó, cái bài đó là sao ạ? Tại vì bạn lắp chiếc lo phọt có 20ml nè, cái thói quen này có cái bình cũng giàu có vậy nè, có chén 2-3 lần xong tới cái lần đo nhở, nó dưới 50, nó dưới hơn cái cuvette này rồi, lúc đó là đứng khóc không à, bị đo nó ra không được, bạn vô mà. Cho nên thì tùy theo cái trường hợp dịch mình nhiều ít, mình phải biết tăng đo đong đếm thế nào cho nó phù hợp trong cái việc chén. Anh Dung ạ, hôm nay thì nó nhiều thì không sao. Rồi, đó là cái lưu ý thứ hai về cái việc mà gót cái dịch vô cái vết vào lao như thế nào. Một cái lưu ý thứ ba cũng rất quan trọng đây. Máy là máy 2 chùm tia đúng không? Như đã nói máy chúng ta 2 chùm tia. Làm sao biết 2 chùm tia với ợt à? Nhìn đây nó có hai bên này đèn sao nó không sáng vậy ta? Mở thầy cái đèn đó coi. Đây, đây. Ok đúng không? Sáng nó về. Thấy hai lỗ không? Liên thấy không? Đà Khoa. Đó nè, hai lỗ nè. 2 chùm tia có hai cái lỗ thì sáng hồi hồi mỗi nhóm sẽ được vô đo thì nhìn có hai lỗ. Còn cái máy cái một cái lỗ nó đi qua một cái cuvette chuẩn để đựng mẫu chuẩn á, hay là mẫu trắng số 1 á. Còn một cái cuvette, một cái lỗ nó sẽ qua cái cuvette là mẫu thử. Ha. Vậy thì bạn thấy là cái máy của thầy là sau này thầy trang bị là cái cuvette tự động, nếu mà mình có nhiều mẫu thử, 6 mẫu thử mình đo lần cũng được nữa. Nhưng hôm nay thôi, mình chưa có quen cài đặt trước đó thì đừng làm những mất công lộn xộn người khi gớt à. Bây giờ hãy nhớ nè, mình sẽ thao tác trên 2 cuvette và 2 cuvette này phải đặt đúng 2 cái lỗ tia sáng đi qua. Theo bạn tia sáng đi qua mặt nào? Mặt trầu. Điện lực lâm bơ bi nó chỉ đúng dung dịch trong suốt nhớ không ạ? Thì nó phải qua mặt trầu. Vậy thì cái chiều tia sáng hiện nay nó đang song song với bức tường này. Vậy nhớ. Vậy thì cái chiều của cuvette mình phải đặt sao mới đúng nè. Đó, tôi không biết, tôi nói nó tia sáng song song bức tường cũng không tính trong, không tính. Và hãy nhớ chiều tia sáng đi qua mặt trong, một phải giữ trong đầu đó. Đó gì thì đặt vô đây như thế này. Được chưa? Tương tự của bé kia cũng vậy nữa. Nếu mà mình đặt sai, có nhiều cái sai là chỉ luôn nè. Rồi đứng đó làm khi thầy thấy chứ mà thi làm sao thầy nhắc được. Thầy Nhung à. Nhắc, ví dụ thầy nhắc bạn chẳng hạn, nhắc Minh chẳng hạn, rồi mấy bạn kia nói sao thầy không nhắc em. Nó không công bằng trong việc thư cử. Chứ nhiều khi thầy thấy sai rồi đó nhưng mà thầy không nói được. Thấy để vô là sai rồi đó nhưng mà không nói được. Ví dụ như nè, để chặt cái lỗ cái tia sáng đi qua là bạn thấy cái chỉ số A nó rất là lạ thường.
hoặc là quay cái gì, quay bằng nhau là chỉ số đổ thu rất là lạ thường ha. Bây giờ giữa cái trừ 2 điểm với lấy giá trị đổ thu đó, bạn chọn cái nào? Trừ 2 điểm. Trừ 2 điểm, vì sao chọn trừ 2 điểm? Còn có khả năng đậu. Đúng rồi. Mặt nhau này chắc chắn cơ, bởi con số nó rất là lạ thường. Hình dung không ạ? À? Ok. Được chưa? Đó là thao tác cho UV. Chất liệu là cái gì, áp dụng cho mẫu nào, dùng nào thì phải nắm hết. Đó là nói về UV. Giờ chúng ta sẽ nói về cái gì thì bạn thấy nè. Nãy giờ chúng ta nói bao nhiêu bộ phận rồi? Là cái đèn, cái bộ phận tạo ánh sáng đường sắt và cái cuvette. Vậy thì sau khi nó lấy ánh sáng đường sắt, giả sử hôm nay mình đo bước sóng nhiêu ạ? 525, nó dùng đó, dùng là bước sóng ánh sáng đường sắt ở dùng ánh sáng tím á. Nó sẽ là lục lục vàng á, thì nó sẽ đi qua đây. Vì cái tia tới nó là dạng tín hiệu gì? Quang hay điện? Quang. Hôm nay cái chất chúng ta là cái chất có cấu trúc sao? Nó đo, nó bao và có màu đây nè, nhớ không anh? Thì nó sẽ hấp thu được cái bức xạ điện từ đang chứa đường sắt này. Và tia ló đi ra, mình nhớ lại tiết sống và tiết hạn không ạ? Người ta giải thích này, thì ban đầu biên độ sống của tia tới, biên độ sống nó lớn gì thì nó bị cái chất này hấp thu, biên độ sống đi ra nó thấp lại. Ban đầu nó giả sử có 100 photon sáng thì tùy theo cái cấu trúc của chất này như thế nào và cái nồng độ như thế nào mà số photon sáng đi ra làm sao, nhỏ lại. Được chưa? Vì thì tùy theo nồng độ, lambda thì tùy theo nồng độ nó sẽ thay đổi. Và tia ló đi ra khỏi cuvette này theo bạn là tín hiệu gì? Điện. Vẫn là tín hiệu quang. Mà cái độ thu mình đọc cho được cái máy là tín hiệu gì? Điện. Vậy thì hãy nhớ là Einstein với Solokov vẫn còn ngồi đây, Mach Planck vẫn còn ngồi đây. Là họ mới dùng cái thiết điện tử sáng để giải thích tại sao nó chuyển từ tín hiệu quang thành tín hiệu điện. Thì trong đây nó có cái tế bào, cái bộ phận gọi là gì? Tế bào bằng điện để chuyển quang thành điện. Được chưa? Nếu mình học mình có ghi ơn những người thầy đó thì chúng ta phải ghi ơn. Còn đối thầy luôn luôn ghi ơn. Bởi vì thầy làm trong lĩnh vực này nhiều thì thấy là họ cống hiến rất là lớn. Cống hiến họ rất là lớn. Ok. Rồi, đó là cái cấu hình của các bộ phận, vai trò của các bộ phận trong cái máy. Nó dở cả, mà hiểu rồi nó dở cũng không có gì hết. Đó là nói về cái cấu hình, rồi vai trò của bộ phận, rồi thao tác trên cái cuvette. Bây giờ thầy bắt đầu mình nói tới từng chế độ đo. Thì cái máy như đã nói rồi, hiện nay máy quang phổ biến thì là 2 chùm tia hết. Và có 3 chế độ đo là gì nhớ không ạ? Đo điểm, hồi nãy là nói rồi đó. Quét phổ và khảo sát sự thay đổi độ thu theo thời gian. Đối với những cái chất mà nó dễ bị biến đổi độ thu, thí dụ sau này mình học, bạn có biết cái thuốc alpha chemotrypsin này kháng viêm giọng men không ạ? Ngậm dưới lưỡi, có khi đi khám bệnh bác sĩ người ta cho nó ngậm dưới lưỡi, buổi sáng ngậm 4 viên. Ở đây bị tan máu bầm rồi đó, quýnh bụp cái đó, mắt đang thui này, là bác sĩ chắc chắn cho cái đó alpha chemotrypsin. Như vậy thì cái chất đó là nó độ thu nó bị thay đổi bởi cái gì? Nhiệt độ. Cho nên là mình phải có cái buồng ổ nhiệt, máy có thể không có. Nhưng mà nếu mà công ty, ví dụ cái công ty sản xuất cái thuốc đó là Sanofi Aventis, thì họ đo bằng phương pháp UVX, thì họ phải, cái máy này nó phải có cái buồng ổ nhiệt thì kết quả nó mới ổn. Vậy cái chế độ đo thứ ba đó là chế độ đo là theo dõi sự thay đổi độ thu theo thời gian, tiếng Anh nó gọi là time scan, gọi là time cost cũng được. Thì mình sẽ học ở bài số 3, là cái bài định lượng Nitinichit, là nó gơi vào mình phải xài chế độ đó đó. Nói tóm lại mấy cái bài UVX là đi thi hết rồi nha đồng chí. Bài này, cái bài hai chất màu, cái bài Nitinichit là đi thi hết. Xác cái lớp mẫu cũng đi thi hết. Nói chung bài nào cũng đi thi hết. Được chưa? Rồi. Nhưng mà số thông của mấy bài quang nó sẽ nhiều hơn. Hình dung không ạ? Rồi bây giờ vậy thì ba chế độ đó. Bây giờ giả sử nè, có khi thầy cô mở gì sẵn nè, còn có khi là thầy cô nào đó người ta quên hay gì đó, người ta không qua mở, thì biết mở cái này lên nhé, nãy giảng rồi đó. Thì mở lên thì giao diện nó gì nè, được chưa? Rồi bây giờ đây nó có ba chế độ đo, nhìn thấy rõ nè. Fish Wayland là gì ạ? Đo điểm. Spectra Measurement, hồi nãy thầy có nói đó là quét phổ. Vì cái bài học hôm nay chúng ta sẽ xài mấy chế độ? Hai chế độ quét phổ để tìm cực đẹp thu và đo điểm để xác định độ thu tại cái bước sóng hiện đại đó. Được chưa? Để xây dựng điều chuẩn. Ok. Vậy thì bây giờ quét phổ trước nha, mình sẽ click vô đâu? Spectra Measurement, double click vô. Rồi. Bạn thấy cái giao diện quét phổ nó rất là dễ biết nè. Nó phải có trục hoành chứ gì? Trục tôm, trục hoành nó là gì? Bước sóng, và trục tôm nó là độ thu như vậy thôi. Nó kêu giống như cấp cứu. Máy này nó vui. Có nhiều hãng đó bạn, hãng Tesco này, V730 này cũng của Nhật. Nói chung nói về máy quang phổ là của Nhật là nó bền bỉ hơn.
nhưng mà nổi tiếng không phải là hãng này đâu, hãng Shimatsu hoặc là hãng Hitachi. Hitachi mà tủ lạnh máy lạnh là thấy gì chứ, nó làm máy thiết bị này cũng tốt lắm. Cái máy sách ký và quyển nào là của Hitachi. Rồi vậy bạn sẽ thấy đây, mở cái giao diện web phổ đây, thì cái nhóm bữa thứ hai học rồi nè, họ chỉnh sẵn cho mình rồi nè. Bây giờ giả sử là vô mà người ta không có chỉnh sẵn thì giờ mình thiết lập phương pháp bằng cách nào? Vô đây parameter tiếng Anh có nghĩa là gì ạ? Thông số, đúng rồi, ông nói tiếng Anh tốt rồi, thông số và tiếng Anh tốt đó. Ok, thì click vô đây, thông số nghĩa là tôi đi cài đặt thông số để tôi làm á. Thì click vô đây nó có gì đây, mấy cái này mặc định mình đừng có đụng tới nè. Star and giả sử như ở đây người ta là ghi con số khác mà bây giờ mình muốn quét từ 650 đến 400 thì mình nhập vô đây thôi. 650 nè, 400. Mà bạn có thấy hay ghi ngược không? Nãy thầy trên bảng thì cũng ghi ngược. Vì sao ghi ngược? 650-400, nó nghĩa đúng, thì tự là 400 đến 650 đúng không? Nhưng mà nguyên tắc, nếu mà bạn ghi vậy bạn không hiểu gì quy tắc năng lượng. Năng lượng nó sẽ chạy từ thấp đến cao chứ thôi, không bao giờ vô nó cao nó xuống thấp được. Cho nên mình phải ghi làm sao? Hoàng để ý là nó quét từ bước sóng gì? Bước sóng dài đến bước sóng nha. Chứ không có cái máy nào quét ngắn đến dài được, bởi vì năng lượng nó trái với quy luật năng lượng. Bạn hiểu không? Hiểu cái này không ạ? Cho nên nếu mà cái người nào hiểu biết quang phổ, cách ghi rồi ghi thì dài cũng ngắn. Còn ông nào mà ghi 400-650 là không phải là chuyên gia quang học. Đúng không ạ? Ok. Vậy chúng ta nhập vô 650-400. Mấy cái này thì nó khi nào bạn làm đề tài bạn hiểu biết nhiều thì thầy sẽ nói nhiều hơn. Còn tạm như là tại bây giờ bạn cài đặt cái bước sóng vô đây. Mới đi mình quét. Sau đó là cái baseline, chút xíu thầy sẽ nói về cái baseline này. Rồi, control đây, nó có mấy cái đèn đây. Thì bây giờ mình quét từ 650 đến 400 thì mình chọn đèn nào ạ? Đây là đèn deuterium và đèn halogen. Thì halogen là đèn dùng nào? Dùng VGC. 650 đến 400 là dùng nào? Dùng VGC. Mình chọn deuterium được không? Không. Chọn deuterium là sai á. Chọn ô tô được không? Được. Chọn ô tô là mấy cái đèn mở? Hai cái đèn mở, nhưng mà có nên không? Không. Vì sao không? Nó giảm tuổi thọ của đèn D2. Mà cái đèn D2 thì bao nhiêu tiền nhá? Triệu rưỡi con khỉ á liền. 22 triệu. Giỏi quá, học hành sao giỏi quá. Về đi làm, người ta thường cái đèn người ta biết là 2-3 năm người ta mới thay cái đèn làm. Còn mình giỏi quá, lúc nào cũng ô tô có năm á là thay đèn, rồi ông xếp chữ cho mình nghe. Tại lúc đó là sao, 22 triệu nhiều không? Nhiều chứ, người ta thấy từ sau đứa này nó làm rồi hư hao hoài, người ta bực bội. Mà bây giờ bực nhiều lần bực bội thì sao? Đúng rồi. Nghe nặng quá, sa thải go home, vì thai. Ok, giảm biên chế. À, nghe có vẻ hàng lâm hả? Giảm biên chế. Vậy lúc này chúng ta chọn halogen. Đồng ý không ạ? Đó, cái người biết thì dễ thôi. Rồi, thì nếu mà mình chọn xong ok, mình bấm ok để ra giao diện cho mình vậy nè. Ra 650-400 giao diện giống như mình đang nói. Như vậy thì thứ tự, bây giờ ba chế độ đó luôn, thì cái thứ tự đo như thế nào, cái này là cái cần phải học đây để mình làm đây. Là thứ tự đo là sao, cho dù chế độ đo điểm quét phổ hay là quét theo thời gian thì cái bước 1 là cho cái gì vô mà đốt nữa coi. Hai mẫu trắng già. Bây giờ hai cái quét mà cho hai mẫu trắng già, thì nếu mà quét phổ mình đang chọn cái thang đo mình lại như 650-400 đúng không, thì sau khi mình cho hai mẫu trắng vào đối với quét phổ thì mình phải bấm nút gì đây, màu xanh nè, baseline nghĩa là đường nền, mình đưa đường nền về không á. Vì đó có nghĩa là gì, khi mà anh chọn ở 650-400 trong chế độ quét phổ mà anh bấm baseline, anh cho hai mẫu trắng vô anh bấm baseline, có nghĩa là sao, nó sẽ trừ tất cả tín hiệu mẫu trắng trên cái thang sóng đó nếu có về không á, hình dung không ạ? Sau đó bạn mới lấy mẫu thử phía ngoài, lấy cái quét trắng ngoài đó mình đưa mẫu thử vào, thì độ là tín hiệu đó là của ai, của cái chất của bạn với ai, mẫu gì, mẫu trắng thì nó mới đúng. Vì hãy nhớ quy tắc là bao giờ chế độ nào gì đối với quang phổ 200T là bắt buộc đưa mẫu hai mẫu trắng vào trước. Nếu mà quét phổ thì bấm baseline, và hiểu baseline là ý nghĩa nó là gì. Và sau đó mình lấy cái quét phía ngoài ra mình đưa mẫu thử vô. Đưa mẫu thử vô bấm nút nào? Bấm nút sample là nó sẽ quét phổ cho mình. Được chưa? Vì chế độ đo điểm sao cũng vậy. Chế độ đo điểm là cho hai mẫu trắng vô, đo điểm là mình đo tại một bước, đo thu tại bước sóng đó mà, một bước sóng nào đó. Thì muốn cho hai mẫu trắng vô rồi làm gì? Không bấm baseline, chút xíu chỉ qua chế độ đo điểm chúng ta sẽ thấy nó có chữ auto zero và plunge. Thì chúng ta bấm auto zero rồi bấm plunge. Sau đó là sao?
chúng ta đưa mẫu thử vô và chúng ta bấm sample là nó sẽ đo mẫu thử. Vậy dễ không ạ? Bước 1, hai mẫu trắng vô, quét phổ thì baseline, đo điểm thì auto 0 và 5. Được chưa? Sau đó lấy cái quét ngoài ra, đưa mẫu thử vô, bấm sample, quá dễ. Dễ không? Dễ mà. Thôi vô làm nha. Vô làm, mình làm thực nghiệm kỹ thuật, mình là cái ngành kỹ thuật thì phải vô làm, đụng tới máy móc thì phải vô làm. Nhằm khi đứng ở ngoài dòm dòm như vài bữa không biết đo nghe thì nó rồi, hoặc là cầm cái cuvette lên là nó giống như nó rung như cày sấy gì rồi nó vụt tay nó bể rồi là vỡ chậm hết. Cho nên chút xíu thời gian chỉ cho mỗi tiểu nhóm vô, tại vì người bạn cứ mạnh dạn bằng làm đi. Thì bữa nay mình không làm được thì có thể là cái bữa sau học cái bài kế mình phải vô mình làm. Nghe là thầy đi làm sao từ đây tới lúc đi thi ít nhất cũng phải tự đo một lần đó. Để còn hai ba bài nữa quan học. Nha, thì cố gắng. Đây. Đó là cái thứ tự đo. Ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đo nhé. Mời một bạn. Đâu nhóm nào làm trước? Cái dãy ba giác phía ngoài đó là nhóm nào? Ai mẫu C3 của dãy ba giác phía ngoài? C3. Rồi em chú đây em làm đi. Ôi thôi, cái xe nó chạy rồi. Cái dãy này mình điểm không? B A S E. Rồi em làm đi, đầu tiên thấy em chưa có mũ trắng rồi đó. Có mũ trắng rồi chứ. Để nút rồi để phía sau để cho nó thấy, để thao tác cho nó dễ. Cái này mình để vô bên này luôn. Em lấy C3 đi, cho hai mẫu trắng vào cuvette đây, cuvette đây. Có trợ lý sướng không? Mở nắp được cho. Nhớ chiều tia sáng qua mặt gì? Dạ, mặt trong. Mặt trong, rồi. Đúng lỗ cuvette rồi ha, ok. Chặn đúng vị trí của web và chia tia sáng đi qua mặt trong, ok. Ok. Nè, muốn quay thì quay đi. Đây nè. Trời ơi, ngại ngùng gì. Dạ, ok. Rồi. Vậy sau khi bỏ hai cuvette vô đúng hết rồi ha, mình sẽ bấm nút gì đây? Baseline. Thôi hỏi gì đó. Hả? Vậy chơi. Mẫu trắng vào đúng không? Ok. Vậy bấm đi. Đó. Vậy nè, lúc cái này nó màu đỏ thì có mấy việc nè. Lúc này nó bắt đầu nó quét. Khi mà bạn mình đi thi thì nó có xu hướng là sao? Cái người sau hay hói ai? Cái người trước đo cho xong để tới lượt tao đo, đúng không? Thì người thước cũng thương bạn mình á. Lúc mà nó đo trạng thái màu đỏ này nè, mà mình dở cái nắp này ra đúng hay sai? Sai. Vì sao?
ánh sáng bên ngoài nó vô chặt lắc hết. Cho nên có lúc bạn sai bạn không hiểu tại sao bạn sai. Vậy thì khi nào mới được mở ra? Nó trở lại màu xanh là ready để sẵn sàng mới được mở ra. Nghe, có những cái lúc bạn sai bạn không biết đâu. Bao nhiêu là thì nói hết cho bạn đi, bạn biết rồi đó. Ha. Rồi. Nên dịch tiếng Anh, tại sao nãy thầy bắt đầu bạn Lộc này dịch tiếng Anh? Bởi vì mấy anh liên thông á, bữa nay có lớp K34 không? 35 không? Mà không à. Cũng tội mấy anh lắm, tại vì hồi xưa học ngoại ngữ chứ không bằng mình. Mấy ông sợ ngoại ngữ đó. Thì cũng có lớp đông vậy nè, cũng giống như em đứng tuốt đó đó, em nãy giờ em đâu thấy gì đúng không? Thì sau khi học xong cái bài này á, thì thầy nghe hai cái anh chị liên thông giờ lớn, hồi xưa lớn tuổi lắm. Có khi 40-50 tuổi đi học đó. Sợ tiếng Anh. À. Xong cái anh đó anh hỏi chị nó vui cười bể bụng. À, sao? Nãy giờ tôi không thấy gì hết, rồi bà đứng gần nó bà thấy gì không? Giống như Liên giờ nè. À. Nó đoan sao tôi không thấy đâu, không thầy nói không hình dung ra được. Trời ơi, vậy ở kìa. Bỏ vô ZZ ok. Cái máy hồi xưa là cái máy Hitachi cũ của Nhật á, là nó không phải là measure mà nó là Z ok. Tức là bạn bỏ vô chưa? Thì bấm Z. Sẵn sàng đo chưa? Ok. Thì ổng cứ bạn cứ nói thoải mái cái Z ok là xong hết. Thì ổng cũng nghe lời, ổng vô ổng thi. Là vô tình một cái người trước đó là người ta đã bỏ nhảy qua một mẫu gì đó. Thì ổng đâu có dịch tiếng Anh được đâu. Nên họ hỏi là bạn có đồng ý thiết lập lại phương pháp hay không? Bấm Z. Rồi bấm ok. Rồi nguyên nhóm là phải làm lại từ đầu hết. Thấy hậu quả của tiếng Anh chưa? Cho nên ít nhất mình là trình độ mình là mình giờ tiếng Anh khá rồi, phải dịch cái. Thấy là đọc cái nha. Ok. Chứ đừng có Z ok nữa nha. Vậy bạn thấy là mình quét từ 650 đến 400 thôi mà nó lâu rồi đúng không? Còn bạn chọn 200-800 là lâu không? Rất lâu rồi. Còn khoảng 7-8 phút mới quét xong. Cho nên bạn học khá tiếng Anh thì bạn tiếp cận mấy cái máy nó dễ lắm. Tất cả đều tiếng Anh hết, nó đâu có viết phần mềm tiếng Việt cho mình. Cái máy này rất là dễ bạn. Mấy cái máy bên kia cực kỳ mệt mỏi luôn, phải đào tạo tập huấn. Nữa anh em nào xong hết cũng phải được đào tạo tập huấn hết đó. Anh em nào có đi theo thầy đó là phải được đào tạo hết. Giống như mấy anh chị đó, đã được đào tạo thầy cho thi cử đàng hoàng hết trơn. Nữa là bây giờ mới tự giao cho làm. Rồi vậy thì kế tiếp là chúng ta sẽ lấy gì ra? Lấy cuvette trong hoặc ngoài đều được hết. Nhưng mà lấy cuvette nào dễ hơn? Ngoài cho nó dễ, lấy cuvette ngoài ra. Rồi lúc này chúng ta sẽ cho gì vô? C3. Vậy thì có phải chán cuvette lại không? Không. Có, phải chán lại nha. Bởi vì không chán nó sẽ bị gì? Nó bị lỏng nồng độ. Nhưng mà trước khi lấy C3 bỏ vô thì chúng ta phải sao? Lấy bình mức là phải sao? Lắc. Đúng rồi, lắc lên. Đã lắc lên, đảo lên 2-3 lần gì đó để cho nó đều. Nếu mà em lấy pipette butter sữa là em phải lấy pipette butter khô sạch nha. Rồi, chén pipette 2 lần, rót vô hơn phân nửa chén. Lao từ trên xuống nè, Lộc là làm tốt đó. Ok. Lao khô phải không? Okay. Rồi, mà nhớ là chiều đi sáng qua mặt trong, nghe trong đầu mình lúc nào mở cái này ra là phải nhớ cái câu đó. Ok. Sau khi bỏ vô chúng ta bấm lúc nào? Sample. Rồi bấm. Nha, nhớ là màu đỏ này không được mở cái nắp này ra nha. Dặn đi dặn lại rồi đó nha. Coi như mở nắp ra là mình thua đó. Màu đỏ này nè. Rồi nút xong khi mình bấm mà nó máy nó đang chạy thì bạn thấy các cái này nó không cho điều khiển nữa đâu, nó mở ở trên này không. Rồi chút xíu bạn sẽ thấy được cái phổ UVIS của camera 4. Vậy thì nguyên tắc là chúng ta quét phổ để tìm cực đại áp thu. Giả sử nó có nhiều cực đại áp thu thì mình chọn cực đại áp thu nào để định lượng? Cao nhất. Cao nhất nhưng mà phải sao? Phải bền. Được không ạ? Giống như cái bài vitamin B2 bấm thì giảng cho bạn 278 cao hơn 361, nhưng mà dược điển Việt Nam là người ta chọn mức sống nhiêu? 361. Bởi vì ở 278 dễ thương bệnh sáng.
Rồi trong lúc chờ đợi nó quét mình trao đổi luôn đi. Mà chứ mà giảng bài số 2 luôn nha. Pha ở thầy ngồi nha. Pha kiếm ghế đi qua, đừng đi qua. Ngồi đi, cứ ngồi đi. Rồi, theo bạn tại sao mình chọn cái C3 nha? Mà không chọn C1 hoặc là C5? À, em nói. Ok. Bây giờ em thấy cái thang sống hồi nãy, cái thang sống mà cái trục hoành á, xin lỗi trục tung thì để là nhiêu? Độ thu là 1. Ha, à, thì cái giải thích của bạn này là gần đúng á. Nhưng mà thầy sẽ giải thích rõ hơn. Em là tên gì? Em tên Khanh. Khanh, em lớp trưởng nãy ai quên rồi. Nhóm trưởng Khoa, Khoa. Nhóm trưởng á, là Khoa luôn không? À, Lộc hả? Lộc. À. Vì tên bạn tên gì quên? Khanh. Ok. Có điểm ha. Vậy thì sao ạ? À? Thứ nhất là cái lý giải của bạn là phù hợp, nghĩa là tôi chọn cái nồng độ nào mà cái phổ nó nhìn rõ nhất, dễ thấy, nhìn nó rõ nhất. Nhưng mà trong cái giới quang học á, nó có, nó làm mui vít á, thì nó phải quy định là nếu mà lấy cái phổ gọi là phổ đẹp, phổ mà dân trong nghề á, nó đánh giá cao là phải chọn ở nồng độ mà cái độ thu nó từ 0.4 đến 0.8 là đẹp. Bạn hình dung không ạ? À? Mấy cái đỉnh cực đại nó rơi vô khu vực đó là đẹp. Cho nên người ta, nếu không tin đây mà bạn quét, nếu bạn quét C5 hoặc là C1 á, thì cái giống như là Khanh đang giải thích á, cái cao quá giống như mình cầm cái giật lên vậy nè, hạ xuống, cao quá thấp quá thì không đẹp, thì C3 là đẹp nhất. Được không ạ? À? À, thì đó là lý do tại sao chúng ta chọn C3. Rồi chúng ta nhìn thử đây, ở đây có mấy đỉnh lọc, điểm lên lọc. Mấy đỉnh? À, chúng ta có mấy đỉnh đi. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 đỉnh nè. Nếu cái này thì chưa được tính là đỉnh. Vậy thì nó cao nhất là bước sóng này, người ta nó chọn cho mình cái bước sóng cao nhất nè. Là em đọc ở bước sóng nhiêu? 525.1 hay là 525 nanomet. Ha. Như vậy thì khi nhìn một cái phổ uy vít thì chúng ta quan tâm ba thứ nãy có nói rồi đó. Bao nhiêu cái cực đại thì ở đây bao nhiêu cực đại? 4 cực đại, đúng không? Và giá trị cực đại nó là bao nhiêu thì mình đọc phải đọc ra. Rồi, hình dạng phổ, bạn thấy nếu mà là KM4 thì cái hình dạng nó là phải như thế này, không thể hình dạng khác được. Bạn hiểu không ạ? À? Thì người ta dựa vào đó sơ bộ người ta định tính được. Ha. Như vậy thì chúng ta có 4 đỉnh thì cái đỉnh cao nhất là 525 giống như Lộc mới nói. Vậy thì cái bước thứ hai chúng ta sẽ chọn cái đỉnh nó để làm gì? Để định lượng. Được chưa? Tuy nhiên nếu mà ở đây nó có vô đây xong nó xử lý cho mình, xử lý nó xuất ra hết là cực đại ở đâu đâu đâu, nhưng mà thôi, ai làm đề tài thì thầy chỉ cho. Ha. Nghĩa là cái phổ sau khi quét xong người ta sẽ có cách thì người ta sao điền thông tin cho các cực đại này nọ vân vân nhiều bước khác, cái đó nếu mà dài nữa thì chắc một buổi này không có kịp nha. Nhưng mà ai làm đề tài sau này sẽ được dài nha. Ok, được chưa? Vậy thì sao lại bấm file đi, sao ai cái phổ này lại sao ai file sao ai. Rồi bạn vô bạn kiếm ngay Vĩnh Thọ nè, mình đặt tên cái của bạn đi là phổ KM4 của cái nhóm gì đó. À, phổ uy vít của KM4 của mình là nhóm mấy? Dựa K46 nhóm mấy? Nhóm 2, đúng không? Dựa K46 nhóm 2. Ok. Cậu thôi bằng chụp lại cũng được. Bây giờ đây, ở đây nếu chưa có mạng thầy không gửi, không mấy bằng chụp lại giùm thầy đi, chụp cho nó đẹp lại. Hoặc là thầy phải in ra, mới in thì nó ừ. Rồi. Vậy coi như là chúng ta hoàn thành cái bước số 1 là quét phổ đi tìm cực đại, đúng không? Và xác định cực đại bây giờ là 525 nanomet. Rồi, vậy thì cái bước 2 chúng ta là chúng ta phải đo điểm của 5 nồng độ C này ở bước sóng nhiêu? 525. Rồi, cảm ơn Lộc, một bạn khác của nhóm mình là điền vô làm cái C1. Bạn nào đâu ạ? Em nãy pha C1, Quỳnh đúng không? Ủa em nhìn cái bản tên anh chào bả lửa vậy nè. Quên. Rồi ngồi làm đi Quỳnh. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ sao? Nếu mà đo điểm thì nhớ lại sao? Bước 1 là cho cái gì vô? Hai mẫu trắng vô. Nhưng mà trước là em phải thiết lập phương pháp rồi đã. Vậy thì bây giờ ngồi xuống đi cho mọi người coi với. Vậy thì cái chế độ quét phổ đã xong rồi, mình lưu rồi, thì mình đóng chế độ này lại, mình mở chế độ gì? Đo điểm. Đóng lại đi. Đóng lại. Đúng rồi, đừng nó biết đóng nha.
Đúng rồi. Dịch cái coi. À ghê ghê hay quá. Rồi trả lại coi cancel coi. Rồi, đóng lại coi. Rồi nó hỏi gì đó. Mình muốn sell cái nãy sell rồi. No. No. Đúng rồi, chứ đâu phải lúc nào cũng yes đúng không? À. Rồi, bây giờ chọn chế độ nào đâu? Cho điểm cho chế độ nào? Fit ở đâu? Rồi, fit về lên. Double lên cho nó đi. À. Tại vì nó sẽ mở một cái cửa sổ mới ở chế độ đo là đo điểm thì nó sẽ khác với là quét phổ đúng không ạ? Rồi, bung bự ra đây. Đây mà thấy là chế độ đo điểm nó khác này thấy không? Và cái nhóm trước người ta đã chọn 2525 cho mình luôn nè. Bây giờ giả sử nhóm trước nó hoặc là ai đó nó chọn buổi sống khác. Giờ mình muốn cài đặt lại thì mở gì ra đây Quỳnh. Parameter. Rồi. Thì giả sử như nó đây là một bước sống, nó nhập bước sống khác thì đó mình sẽ vô đây mình nhập bước sống mà nó chưa có thì mình nhập vô 525. Rồi mình sẽ mở gì ra đây. Correction là chọn chế độ plunge là đúng rồi, đo điểm phải chọn chế độ plunge. Rồi mở cái bên. Là đây. Lúc này chọn cái đèn nào? Halogen luôn phải không ạ? À? Hay là chọn đi 2 hay là ô tô? Halogen nha, dùng wish. Ok. Rồi mình bấm ok thì nó sẽ ra này. Được chưa? Rồi. Dễ không? Rất là dễ thôi. Vậy thì sau khi mình đã thiết lập đo điểm rồi thì mình sẽ lấy cuvette ra. Mình trà cho hai cuvette trắng vào. Kiểu nào đi. Lấy cuvette ngoài ra được rồi. Rồi. Cuvette trong nãy vẫn là màu trắng mà đúng không ạ? Rồi như vậy thì phải sao đây chán lại đúng rồi. Vì vậy không ạ? À? Vậy thì có thể bữa nay chúng ta một tiểu nhóm tới 3 bạn có thể là không đo hết. Nhưng mà chúng ta lúc mà nhóm tiểu nhóm mình đo đó mình đem mình coi. Rồi trong lúc làm thì tranh thủ tiếp tục. Vậy bạn này đang chán lại để cho hai cái bé trắng vô thì sẽ bấm nút nào đây? Đây nó có chữ auto zero này thấy không? Và có chữ gì đây? Lăng. Bấm auto zero xong rồi bấm lăng. Đúng không ạ? À? Rồi sau đó lấy cái cu bé phía ngoài ra, đưa mẫu C. C1 vào rồi bấm nút gì? Sample. Đơn giản vậy thôi. Nhớ chiều tiêu cuvette đi qua mặt. Chiều tiêu sáng qua mặt. Trong. Rồi. Đóng sát lại nha. Đóng không sát là cái gì đi vô. Ánh sáng nó vô là sai nữa đó. À. Rồi. Sẽ bấm nút gì đây Quỳnh? No. Auto zero trước. Để cho nó đo, nó đang đo đó. Rồi em bấm lăng đi. Rồi dịch cho em. Bây giờ hỏi dịch, không dịch. Sao nãy sợ dịch, dịch ok quá. Rồi là nó coi như là nó đã trừ tín hiệu của mẫu trắng rồi đó. Vì bây giờ mình sẽ lấy gì? Cuvette ngoài ra. À, cuvette mẫu trắng ngoài ra đi đo C1 vô, em làm luôn đi chứ. Đeo nhẫn kim cương bự quá vậy, xịn nó giảm á. Quên xịn nó giảm á. C1 nha, lấy đúng C1 trước khi gót vô được phải sao? Phải lắc lên nha. Cái dừng lộn nha. Có nó xấu mà. Có nó xấu vậy mà. Nhưng mà nó đâu khác nhau đâu. Nếu đâu bên đây nó có đỡ không thầy? Hả?
Thì nếu mà mình, cô dãy nào thì phải theo dãy đó đó. Dạ, chịu hết nổi đúng không? Cô nói một tên. Mấy thằng mập là mệt lắm á nha, ngồi đi. Nó ngồi không được. Ủa sao vậy? Đây cái đất cậy. Đây cái đất đã. Chứ không phải cắn cái bụng hả? Tướng em mà ngồi nhậu mà ngồi giờ ngồi xếp bằng chắc không lâu nổi đâu ha. Tên gì Nhiêu Ký? Dạ. Em tên gì? Tên Kiên thầy. Kiên Nhiêu Ký. Chào bạn nào. Chào đến năm rồi nè. Chị phải tập thể dục, thầy cái này thầy lên ký thì em sợ quá. Lên ký dở. À. Hồi xưa đó ở nhà ba thầy bán thuốc tây, nó có cái cân Yamato, cân sức khỏe đó. Nó cao như nè, thì nó con 100 ký là tối đa. Cái mắc cười lắm. Sao phải không ạ? À, có cái cô đó dắt cháu hay con gì đó, chắc là cháu. Thấy cô đó cũng lớn rồi. Cái cháu nó khoảng 6 7 tuổi gì đó. Cái cũng có một anh đó lại cân. Ảnh mập ảnh tới 110 mấy ký. Cái anh lên anh cân. Cái đứa bé nó mới hỏi mẹ nó hay là cái cô chú vụ nó, coi cái cô gì vậy đó. Nó sao cái chú này có 15 ký vậy mẹ? Giống như em bước lên cái cân đó là em có 5 ký rồi. Ok, rồi bấm cái gì vậy? Rồi bấm sample. Rồi, nó hiện ra thì mình nhập cái nhóm của mình vô. Nhóm em là gì? Em là mẫu xương 1 của nhóm nào đó, lớp nào đó em ghi ra. Vài bữa đi thi giống hình như đó, nó bằng chứng ở đây chưa nha. Em đo mẫu nào em đặt tên em vô. Nha. Rồi nó sale lại hết. Xe 1, nhóm 1. Vậy là hồi đây nhóm 2 hay gì? Nhóm 1 của vừa cao bên 46 nhóm 2 nè. Đây là nhóm 1. Tổ 1. Tổ 1 vậy đi. Thầy đang nói tiếng Việt mà Quỳnh tưởng thầy nói tiếng Anh ấy. Ngạc nhiên theo kiểu rồi vậy ha. Xong rồi tới mời C2 vô. Chị gì C2 bây giờ mình có cần phải ô tô vô lại không? Không cần, tiếp tục đi, mời C2. C2 cũng có dãy nãy giờ đó. Rồi ai pha C2 của cái dãy số 1? Ngại ngùng gì, lên làm đi, được làm là mừng á. Rồi tiếp tục C2 nha. Ok. Rồi chúng ta tiếp tục nè. Vậy thì hồi nãy có một câu hỏi nữa là gì? Là nếu mà cái AX nó nằm ngoài A1 và A5 thì mình có thế vô phương trình hợp quy để ngoại suy được không? Không thì sao mà được, vì sao? Ai mới nói em. Tại vì mình không có cái hình dạng của cái mẫu nữa. Không chắc chắn hình dạng mẫu nó thuộc ra là A4 không? Mình phải có chữ kiến tính của A4 không? Không, câu hỏi đặt ra là bây giờ em cũng đo một mẫu thử. Bây giờ giá trị A1 và A5 em biết đúng không? Mà em đo một mẫu thử mà em ra giá trị mình lọt ngoài, tức là nhỏ hơn A1 hoặc là nó lớn hơn mấy A5 thì thầy mới hỏi là có thế vô phương trình hợp quy đó được không? Không. Không, tại sao không? Cái này nó liên quan gì đến hình dạng phổ không ta? Cái này gì mà toán học, số học rồi nữa. À, chưa chính xác lắm My à. Đây mình đi. Dạ, em nghĩ là khoảng ngoài cái khoảng đó thì mình không biết nó còn tiến tính giống trong cái khoảng đó. Chính xác. Về mặt toán học là nó chỉ là đường thẳng trong cái khoảng tiến tính là gì? C1 đến C5. Cho nên nếu mà sau này bạn làm đề tài á